À, bữa nay là ngày 4 tháng 12 năm 2024. Ngày cũng nhằm cái ngày 4 tháng 11 năm Giáp Thìn. À, tôi có đôi lời nhắc nhở, giới thiệu trong cái cuộc đời của tôi vừa qua, để chia sẻ người thân và cùng con cháu, và cũng có đôi lời nhắc lại, nhắn nhủ các con hiểu biết rõ cái nội dung nói chuyện buổi hôm nay. Thì thật ra là tôi cũng giới thiệu, tôi là năm nay tròn 92 tuổi, sinh năm 1932, Quý Dụ, sống ở xã Cần Đăng, quê quán huyện Châu Thành, tỉnh An Giang. Cha tôi là Nguyễn Hữu Vũ, mẹ tôi là Trương Thị Xứ, có hai người chị và một anh trai, một đứa em. Trong cái thời gian mà 7 tuổi đó, là 1939 đó, là tôi được đi học, đến nhà trường. Sau khi năm 45 rồi hoàn cảnh trở về gia đình, sống chung với cha mẹ, với anh em. Thì xin giới thiệu với tất cả, luôn luôn tôi lúc nào cũng có cái sự hiếu thảo, vâng lời cha mẹ và làm những công việc giúp đỡ cho cha mẹ rất nhiều. Thế nên đến cái ngày 22 tuổi, tức là năm 1954, là tôi lấy vợ. Bà vợ tôi là Lê Thị Hón ở Cà Tàu quê quán. Sau đó 4 năm sống chung với cha mẹ, có điều kiện cũng phải ra riêng, cất nhà riêng ở. Thì lúc bây giờ đó là tôi cũng không có nghề nghiệp gì hết, học cũng không tới đâu, chỉ có được cái nghề hớt tóc mà nuôi nuôi vợ nuôi con. Kéo dài đến năm 1975 thì tất cả tôi phải có là 10 đứa con, năm trai năm gái. Cuộc sống rất là vất vả, gánh nặng cuộc đời. Bởi vì hớt tóc mà nuôi 10 đứa con thì tự nghĩ tất cả ba mới biết rằng là cái sự gánh nặng cuộc đời nó rất nặng, nhưng mình phải cố gắng vượt qua, khắc phục những cái khó khăn để cho gia đình là không có cái làm mướn làm thuê, mà ngược lại là đi học, con cháu con đi học. Thời điểm này năm 1975 thì nó rất là khó khăn. Qua đến năm 1983 đó là bà ông già mất, cảnh giật cũng buồn, mà cái sự thiếu thốn của gia đình hớt tóc mà nuôi 10 đứa con càng khó khăn thêm nhiều. Nhưng mà thời điểm này may mắn tôi có một thằng con trai đó lớn, là Nguyễn Ngọc Nhiễm, 1984 đó, cuối năm anh ấy gửi về cho tôi được là gia đình được 50.000 đồng tài trợ. Cái lúc này rất là đúng lúc, rất mừng. Rồi sau đó năm 88 là tiếp tục gửi về cho cái máy xới đất, xới mới để mà cày đất, cày thuê làm mướn, thu nhập thêm nuôi sống gia đình, rất mừng. À, tiếp tục năm 89 đó thì Ngọc Nguyễn nó về, nó bàn với tôi là mua đất, đem vàng về mua. Thì mua được đất là ba công,
ba cộng ba. Rất mừng. Nhưng mà cái năm 90 đó, nhà thì hư, ở cái nhà mày khiêm dục sắp sửa hư, về nó đem tiền về nó xây dựng cái nhà kiên cố, nhà ngói, xây tường cho sang lầu. Thế là tạm ổn định. Nhưng cái thời gian, trong thời gian đó đến năm 1995, cái sự khó khăn dồn dập, lúc đó là tôi hết, không còn hết tóc nữa, tuổi cao, không thu nhập được những gì, hoàn cảnh nghèo khổ, thiếu nợ. Cho nên nhắn về Nghĩa Bàn về tôi xin đất để mà bán, bây giờ có người ta mua là 2 cây bằng 10 triệu bạc. Nhưng mà bà Nhiễn nó không có đồng, không có đồng ý. Không đồng ý. Như vậy thì bây giờ rất may nó tiếp tục, nó gửi về tiền về cho 20 triệu. Thì cái này phải nói là vô cùng mừng rỡ. Không bán đất, trả được nợ giải quyết các thứ. Rất là cuộc sống trong gia đình coi như là ổn định. Qua đến năm 2002 đó, và trước đó đó, tôi giấy tờ mà mua bán đất đó, là tôi đứng hộ, đứng giùm cho thằng con trai của Trần Nguyễn Ngọc Nghiệp. Sau này năm 2002 đó là tôi phải làm cái tờ hợp đồng chuyển nhượng, trả đất lại cho con. Mà khi trả đất đó thì cha con cũng trồng phẳng, và lúc đó nó cũng có tiền, cho tôi 3 triệu. Tôi mua được là 5 chỉ vàng. Tôi là 3 chỉ, vợ tôi 2 chỉ. Rất là khỏe khoắn trong mình, ổn định. Thì tôi nghĩ rằng cái này nó giúp đỡ cho tôi rất là nhiều. Qua đến năm 2007, về nó xây dựng một cái ngôi mộ. Tôi có một thằng con cũng rất là tốt, mình nó biết gìn giữ hiếu thảo, mà nó biết nghĩ sâu về vấn đề mồ mả ông bà. Xây ngôi mộ trên phần đất 3.300 m², để gom hài cốt bà, ông bà cha mẹ về tập thể. Mà tiếp tục thêm với nghe, năm 2008 về xây dựng cái nhà lớn rộng, khang trang to đẹp. Này kinh phí đó là trên dưới 5 tỷ bạc. Và bà Nhiễn là cắt cái nhà như vậy để sau này cho vợ chồng tôi ở, rồi tiếp tục là cái làm cái nhà thờ để thờ lâu đời ông bà. Ý của con nó vậy. Ngày đến năm 2012 đó thì vợ tôi là đang căn bệnh mất, phải đi ra Sài Gòn thuốc thang chạy chữa. Đám tang của bà sợ tôi trong thời điểm đó thì trên dưới 500 triệu,
vợ chồng bà Nhưỡng cũng toàn lo cho rồi đằng này mấy đứa con nó cũng khó, lúc đó nó cũng có giúp được rồi. Nhưng mà cái sự đăng cai, cái sự tài trợ của Mai Nhiễm nó có một cái sự lớn lao cả đó, cho nên phải nói là ghi nhận những cái sự tốt lành chứng đáng như thế. Thì bắt đầu từ năm 2008 tới bây giờ đó là cái sự sống của tôi đó, cho nên là người ta nói là hết cơn bị cực tới thời phải là giận mạng cực khổ, có ngày sung sướng phải nói là sung sướng, cuộc sống vui, sống khỏe, sống an nhàn tự tại cho cái cuộc đời của tôi. Trong cái lúc mà gần cuối niên có một đứa con phải nói là xứng đáng, rất mừng. Rồi còn phải sớm nữa, nó có một cái tinh thần cao độ thương bạn bè, thương chị em, nó giúp đỡ cái lúc mà khó khăn của mấy đứa em chị, thì nó sẵn sàng tài tuân thủ vợ con em, giúp đỡ những cái khó khăn trong lúc mà các em nó còn đang thiếu thốn. Thì tôi nghĩ cái này tôi có một đứa con vô cùng xứng đáng, phải nói để rõ ra cho vì cuộc đời tôi là làm ai tốt là phải nói tốt, nhưng mà tốt là phải biết hiểu, biết ơn, nhớ sâu sắc, nhớ hoài. Cho nên cái này phải nói là ca tụng cho một đứa con có những cái tâm trạng lo cho gia đình, hiếu thảo, cống hiến rất nhiều tiền của sâu sắc trong gia đình, làm cái việc chung. Còn những cái đứa con khác thì nó ngay nó cũng giúp đỡ cho tôi, lúc mà có lúc tuổi già thì nó cũng lo chăm sóc làm vật chất của để giúp đỡ cho tôi cũng rất nhiều. Cho nên cái này cũng phải nói là mấy đứa con chính đứa kia cũng là tôi cũng là cảm ơn, mà mỗi chuyện của nó giúp đỡ cho tôi có gì thì tôi cũng còn nhớ. Nhưng mà riêng biệt thì nó không có điều kiện, nó chưa có điều kiện được làm như anh nó là Mai Nhiễm, thì cái này phải nói lên để cho tôi vừa hiểu, tôi vừa biết, tôi còn trí quá, tôi còn đầy đủ minh mẫn thốt lên để cái nào hay dở tốt đẹp thì nói lên. Mà tôi sợ tôi lúc này cũng nhiều khi nó quên, không nhớ được cái chuyện tốt, không nhớ được cái chuyện đúng chuyện sai, cân nhắc nó không đúng. Nhưng mà ngay giờ phút này trời đất cho tôi cái tâm trí nó cũng còn minh mẫn để phân tích như vậy. Thế nên bây giờ ra là cũng là thành thật mà nói, cha con xin cảm ơn tất cả những đứa con, mặc dù cha con có cái sự phụ tử tình thâm, nhưng cái cuộc đời mà giúp qua giúp lại thì nhớ để mà nói ra thôi. Xin cũng cầu ơn trên hộ độ trì cho các con gia đình hạnh phúc, mạnh khỏe, được ổn định. Nhưng mà rồi năm 2022 nó có sự cố, các con không biết gì cái lẽ gì làm đơn kiện tụng, làm tranh chấp quyền lợi thừa kế. Cái này đó là ba nói thẳng với các con, ba mẹ không có tài sản của phần đất 3.330 đô, nguồn gốc đất thực chất của nó, tài sản này là hoàn toàn của Mai Nhiễm. Bị kể lại cái chuyện vừa qua rồi, của quá trình có một đứa con nó làm như vậy thì xứng đáng như cùng. Cho nên
tài sản này hãy giam cho bà Nhiễn hoàn toàn, bà không có. Cho nên cái vấn đề tranh chấp này đó, các con làm phải nói là một tiếng nói rất là bình thường, là không có đúng. Nhưng mà nói lại là bà có tài sản đâu. Một cái nền nhà trong kế trăm nhẫn bị qua 6 thước bị vô 50 mấy thước, nền nhà và nhà. Nhưng mà cho Nguyễn Hữu Tùng, cho Ngọc Trâm giảm cái tài sản kế nhà Mỹ Kim bề ngang 6 thước bề dài 21 thước ở khu chợ, rồi cũng phải để quyết cho ông Đậm. Đó là tài sản của ba đó. Nhưng mà bây giờ rồi cho con hết rồi. Nhưng mà ba cũng rất tiếc, câu nói này nó cũng thể hiện bất tài, vô dụng, không có tạo tác được cái tiền của sáng nghiệp để mà giúp đỡ cho con, chia được cho con, tức là chủ hồi môn đó. Nghĩa là không có, trắng tay không có. Rồi cũng nói là vô dụng, không có đủ cái điều kiện mà sống trên đời mà lo cho con được chu toàn. Xin phép bà nói bà cũng dở cái kiếp này rồi, bà cũng dở. Rồi sao chót đó là bà lại nghĩ các con như thế này, nên bỏ, xóa bỏ hoặc là buông xả những cái gì thù hẹn, cái gì cá nhân cố chấp đem lại cho gia đình vui vẻ ôn hòa, và đồng thời như xưa gia đình của chúng ta, của ba mẹ các con thời gian rất là đoàn kết, dung hòa, hợp tác, thân thương vô cùng. Vậy thì bà ước mong rằng các con nên xa bỏ, buông bỏ những cái điều xảy ra rất là đáng tiếc mà nó không tốt đẹp cho gia đình, thiên hạ cười chê, tốn kém, bất lợi. Mà con nói bất lợi đây này, nói vậy nó còn nhiều ý nghĩa, nhưng mà thôi nói dư thôi. Ở vậy bây giờ ra là ba 92 tuổi, gần 93 tuổi rồi, cuộc sống ba cũng vẫn còn, trời đất cho ba cũng sức khỏe. Lời lẽ của ba nói ra đây là bằng sự thật rõ ràng, nên các con suy xét để rồi tâm đắc, để chúng ta sống cái cuộc sống còn hạnh phúc trọn đời. À thôi thì bây giờ cũng về vòng quá rồi, câu chuyện có bao nhiêu thỏ thẻ để em trình bày giới thiệu và nói rõ cái hoàn cảnh của ba trong lúc gần 93 tuổi còn được hiểu, được nhớ, được cái hoàn cảnh, cái bối cảnh, cái tình huống thăng trầm biến đổi của gia đình gần một trăm năm nay. Thì ba biết bao nhiêu, nhưng mà còn nhiều thứ nữa ba không thấy nhớ hết. Giờ phút này chỉ nhớ bao nhiêu để cho nhắn nhủ với con nghe hiểu biết thôi, có bao nhiêu lời là...